Giá vàng thế giới hôm nay 8 tháng 8 giảm mạnh trước đà phục hồi nhanh chóng của giá USD. 6 giờ sáng nay, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 2034 USD trên ounce, giảm 37 USD trên ounce so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng trong phiên cao nhất là 2064 USD trên ounce. Vàng đã tạm dừng đà tăng giá kỷ lục do đồng USD tăng trở lại sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cấm các giao dịch của Mỹ với TikTok và WeChat. Ngày 6 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp cấm tất cả giao dịch với hai công ty Trung Quốc là ByteDance, sở hữu ứng dụng TikTok và Tencent, sở hữu ứng dụng WeChat, bất chấp những phản đối mạnh mẽ từ phía Trung Quốc. Dù tạm chững lại nhưng giá vàng vẫn được dự báo chưa dừng đà tăng trưởng. Đà tăng mạnh của giá vàng là do kim loại quý này tiếp tục nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới gia tăng. Giá vàng đã tăng hơn 35% kể từ đầu năm nay, khi giới đầu tư hoài nghi về triển vọng phục hồi kinh tế Mỹ do ảnh hưởng của đại dịch. Hiện giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo về thị trường việc làm của Mỹ, với ước tính nước này sẽ tạo thêm 1,58 triệu việc làm trong tháng 7 năm 2020, so với mức tương ứng 4,8 triệu việc làm của tháng trước đó. Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPD giờ cũng vừa mua vào 6,43 tấn vàng, năng lượng vàng nắm giữ lên 124,38 tấn. Đây là ngày đầu tiên trong tháng 8 quỹ này mua vàng. Giá vàng trong nước chốt phiên giao dịch ngày 7 tháng 8, tập đoàn vàng bạc đá quý Độ Di niêm yết ở mức 59,80 triệu đồng trên lượng, mua vào và 61,80 triệu đồng trên lượng, bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 60,60 triệu đồng trên lượng, mua vào và 62,22 triệu đồng trên lượng, bán ra. Trước biến động của thị trường vàng trong vài ngày gần đây, nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng phải trùng bước, không dám đu đỉnh. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết mặc dù giá vàng SJC tăng mạnh, liên tiếp lập kỷ lục mới nhưng nhu cầu trên thị trường không có sự đột biến. Khoảng 2 tuần nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ công ty SJC ra công vàng móc béo để có đủ nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đồng thời Ngân hàng Nhà nước sẽ luôn theo dõi sát diễn biến trên thị trường vàng, nếu thấy bất thường sẽ có các giải pháp và đủ nguồn lực để bình ổn.